Vâng, gửi lời chào tới các bác làm vườn, nhất là các bác làm cây. Hôm nay em sẽ đăng tải và chi tiết tới các bác một cái con máy cốt 6, một cái mẫu máy mà đang rất nhiều bác đang quan tâm. Thì ở video này em sẽ chi tiết sâu để các bác mình nắm bắt được nhé. Và đầu tiên này cũng cho em giới thiệu luôn, đi cùng theo máy thì sẽ có 5 cái chân mũi như thế này, giúp các bác đủ làm gỗ trong tất cả công việc. Hai mũi phá, một mũi khế và hai mũi nhị đều là chân cốt 6 hết nhé. Và đây là con máy Kiko, một cái dòng máy mà đã làm lên thương hiệu của bên cơ sở em qua những cái clip ngắn em đăng tải tới các bác. Con máy Kiko này thì nó là chuyên nghiệp chạy cốt 6. Đấy, cái dòng điện của nó rất là mạnh, nó sẽ có lấy tắt mở đằng sau này, khi các bác mà cắm điện vào nhé, các bác sẽ gạt tắt mở ở đây này, nó có cái gạt tắt mở ở đây. Đấy, cũng có video em đi test thử cho các bác xem rồi. Với cái dòng Kiko này thì trong thời gian vừa rồi cũng được các bác quan tâm và nhiều bác gọi điện tới và em sẽ làm video chi tiết. Thì cái con này nhá, cái ruột của nó sẽ là ruột đồng 100%, đầu inox này, đầu inox và rất là đầm tay. Tên thương hiệu đây và thông số thì sẽ ở trên cái phần máy này. Với cái mẫu máy Kiko này thì bên cơ sở em Thảo còn có rất nhiều những dụng cụ khác nhau, nhưng riêng về cái dòng máy móc thì em sẽ nghiên cứu rất chi là kỹ để đưa tới các bác những cái dụng cụ tốt nhất. Đấy, và chắc chắn là khi các bác xem video, các bác cũng muốn biết cái con máy này giá của nó là bao nhiêu, thì sau đó cũng nói giá luôn để các bác mình nắm bắt được nhé. Đây là cái phần vỏ của con máy Kiko. Đầu tiên là các bác nhận hàng về, nó sẽ làm trong cái hộp vỏ như thế này. Đấy, làm trong một hộp vỏ như thế này nhé. Đây là cái hình con máy Kiko này, tên thương hiệu này, một cái hộp màu vàng rất chi là đẹp. Đấy, ở cái con máy Kiko này thì em cũng giới thiệu một chút tới các bác mà đang tham khảo, mà đang quan tâm muốn mua, các bác hãy xem thật kỹ nhé. Riêng cái dòng Kiko này các bác không thể mạnh mẽ ngay được cái lúc đầu tiên, các bác dùng rồi thì em không dám chia sẻ với các bác mới nhé. Mình phải hết sức nhẹ nhàng. Cái này thì một cái bộ máy của nó thì sẽ đi theo đây này, nó sẽ đi theo hai cái cà lê để các bác khi sấy chân vào nhé, và hai cái chổi than, hai cà lê và hai cái chổi than. Cái đặc biệt cái đầu của con Kiko này, đầu của nó sẽ bằng là đầu inox, đầu chống văng nhé, rất chi là tốt. Thì với cái con Kiko này bên nhà em, nếu các bác cần lưỡi phay em sẽ có lưỡi phay, nhưng mà chủ yếu một cái bộ để cho các bác dùng thì nó sẽ gồm có máy và mũi. Thì 5 cái mũi này thì đủ 5 cái chi tiết để các bác nhà mình làm lúa, làm gỗ, làm tượng này. Đây các bác nhé, với cái dòng mũi này, kể cả mũi thì bên cơ sở em Thảo cũng sẽ chọn cái mũi tốt nhất. Các bác biết là cái mũi đào xanh này, nó là một cái dòng chất lượng nhất này, các bác dùng không bao giờ bị phá mũi nhé. Đấy, và đây là cái mũi khế, hàng chuẩn luôn. Cái này chân cốt 6 này, và đây là hai cái chân mịn. Sẽ đủ một bộ để dành cho các bác làm mịn, làm phá, đủ hết nhé. Đấy, làm kỹ thuật. Với cái con máy Kiko này thì bên cơ sở em Thảo đã nhận gửi và ship trên toàn quốc. Và cũng cho em xin giới thiệu một chút về kênh. Kênh của em thì là em là Trường Thảo. Hiện tại thì cơ sở em đang ở Tân Yên, Bắc Giang. Nếu như các bác có nhu cầu thì các bác có thể tới nhà xem cái dụng cụ này. Còn nếu như các bác ở xa thì hãy xem kỹ cái video em gửi được tận nhà và bao ship. À, em cũng sẽ giới thiệu tới các bác một cái dụng cụ mà cũng rất cần trong cái máy này. Đây, đây là cái chổi làm gỗ nha các bác nhé. Cái chổi để làm sạch, làm mịn trên cái thân gỗ ấy. Cái này thì nó sẽ không đi theo cùng với một cái bộ đấy đâu. Đấy, và nếu như các bác cần thì có thể là mua thêm, bởi vì cái này cũng có bác cần, có bác không cần. Đấy, các bác lắp vào đây và trà gỗ nhé. Trà gỗ sẽ làm cho gỗ sẽ rất chi là mịn khi có cái quả chổi này. Đấy, đây là cái chổi cước. Còn đây là những cái chân cốt 6 đây. Thì các bác dùng, các bác có cà lê để các bác lắp xoáy cho chặt vào nhá, để đánh. Đấy, thì với một cái bộ này thì bên cơ sở em Thảo đang gửi tới các bác giá sẽ là 1.350.000, gồm một máy và đi theo 5 mũi, một cái bộ đầy đủ để giúp các bác làm gỗ, làm tượng, làm tất cả công việc, ví dụ như làm vườn, làm cây. Đấy, và bên cơ sở em Thảo thì cũng đang thiết lập ra một cái kênh riêng, đó là kênh Em Thảo Đồ Nhật. Ở bên kênh đó thì em để tất cả những cái dụng cụ đồ Nhật cao cấp để cho các bác nhà mình xem và sưu tầm. Khi các bác xem được cái video ngắn này mà đang quan tâm, hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để ngay cạnh video và kết bạn Zalo với em số 0975531602. Số đây có Zalo để em tư vấn và gửi tới các bác tất cả những cái dụng cụ làm vườn, làm cây qua những cái đoạn clip ngắn này nhé. Đây là máy cốt 6 các bác nhé, các bác nhớ đây là máy cốt 6 nhé, chạy riêng chân 6, không chạy chân 3. Máy cực khỏe luôn.
Đấy. Hãy liên hệ trực tiếp tới bên cơ sở em Thảo để đặt cái dụng cụ này các bác nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác. Và các bác đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh để xem thật nhiều những cái dụng cụ hay của bên cơ sở em qua những cái video ngắn như này. Chào các bác ạ.